Ta chinh chiến xa trường, đẩy lùi quân địch, không trận chiến nào mà không chiến thắng. Lập vô số công lao, chiến công hiển hách. Phàm những ai nghe thấy cái tên Sát Kha Nhĩ Dương đều hết lời khen ngợi. Lần này phong Sát Kha Nhĩ Dương danh hiệu là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thật sự là danh xứng với người. Hay cho một đệ nhất Mãn Châu dũng sĩ. Danh hiệu này quả nhiên rất xứng đáng. Tổ tiên của Sát Kha Nhĩ Dương đã từng cùng với tiên hoàng giàu sinh ra tử, vì nhà Thanh lập nên Giang Sơn. Hôm nay Sát Kha Nhĩ Dương, ông ấy vì trẫm đã lập không ít công lao to lớn. Chuyện này trẫm đều hiểu rõ, cho dù Phúc Quận Dương gia không nói, trẫm cũng sẽ ban thưởng xứng đáng cho mấy. Hoàng thượng thánh minh, lão thần cho rằng gần đây Sát Kha Nhĩ Dương phụng chỉ dẫn quân thắng trận tiến thẳng vào kinh, hoàng thượng có thể ở trước mặt Sát Kha Nhĩ Dương thể hiện tâm ý của người. Đây đối với Sát Kha Nhĩ Dương mà nói vô cùng vinh quang. Nếu có ban thưởng hàng ngàn hàng vạn châu báu cũng không thể bằng lời nói vàng ngọc của hoàng thượng đâu. Hay, Phúc Quận Dương nói có lý. Trẫm đợi tới khi Sát Kha Nhĩ Dương tới kinh thành lập tức phong thưởng. Trẫm phải khen thưởng trọng thể cho vì Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ này một phen. Vậy lão thần thay mặt Sát Kha Nhĩ Dương tạ chủ long ân. Ngụy Đông Đình, trẫm thấy khanh ngập ngừng muốn nói, có phải là khanh có gì muốn nói với trẫm không? Khởi bẩm hoàng thượng, thần không có gì bẩm tấu. Được rồi, nếu khanh không có chuyện gì vậy thì lui xuống đi, tạ hoàng thượng. Chứ dễ ái khanh, nếu không có gì bẩm tấu thì các khanh quy an đi. Khởi bẩm hoàng thượng, ba người chúng thần có chuyện bẩm tấu. Rốt cuộc là có chuyện quan trọng như thế nào mà Trần Đình Kính, Tống Nhĩ Đồ và Châu Bồi Công ba vị đại thần phải liên minh bẩm tấu vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, di thần đã thảo xong tấu chương, xin mời hoàng thượng xem. Hoàng thượng, Châu Bồi Công, khanh hãy trực tiếp đem trọng điểm của tấu chương này nói ra cho trẫm nghe. Khởi bẩm hoàng thượng, tấu chương này là cáo trạng các tội trùng trùng của Sát Kha Nhĩ Dương đã làm, xin hoàng thượng minh giám. Khanh muốn tố cáo Sát Kha Nhĩ Dương, vậy thì chứng cứ đâu? Hoàng thượng, Sát Kha Nhĩ Dương dựa vào những công lao mình đã lập được cho triều đình, quyền cao chức trọng, thường ngày đi tới các nơi thu đủ các loại thuế, cưỡng hiếp dân nữ, bắt ép bách tính, dân thường xung quân, trùng trùng tội ác, khiến cho dân chúng khắp nơi kêu khóc oán than thấu cả trời xanh. Ồ, có chuyện này thật sao? Hoàng thượng, không chỉ như vậy thôi, từ khi tiên đế nhập tịch tới nay, bản thân Bát Đại Kỳ ai nấy đều có lãnh thổ riêng của mình, giữa các Bát Kỳ không hề can thiệp xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà Sát Kha Nhĩ Dương tự cho mình có công lao, lệnh cho Bát Kỳ lên trong kỳ hạn phải giao nộp tất cả các lãnh thổ của Bát Kỳ. Cứ như vậy thì dẫn tới sự tranh chấp giữa Sát Kha Nhĩ Dương và Bát Kỳ. Hoàng thượng xin minh giám. Bẩm hoàng thượng, những gì thần vừa bẩm tấu đều là sự thật, xin hoàng thượng minh giám. Đi. Các khanh nói Sát Kha Nhĩ Dương như vậy, thật sự các khanh đều một lòng cáo trạng sao? Điều chúng thần tâu đều là sự thật, xin hoàng thượng minh giám. Vậy khởi bẩm hoàng thượng, lão thần đối với chuyện này có điều muốn nói. Chuẩn tố, trẫm cũng muốn lắng nghe ý kiến của Phúc Quận Dương. Hoàng thượng, những lời mà Đình Kính, Nhĩ Đồ và Bồi Công bọn họ vừa nói căn bản đều là những lời hàm hồ. Hoàng thượng, người thử nghĩ xem, nhà Thanh chúng ta lập quốc đều có Sát Kha Nhĩ Dương giàu sinh ra tử, đối kháng cường địch. Nếu không thì làm sao mà bách tính an cư lạc nghiệp được? Huống hồ với những cống hiến hy sinh của Sát Kha Nhĩ Dương vì dân vì nước, sao có thể làm ra chuyện hãm hại bách tính, làm tổn hại danh tính của hoàng thượng được chứ? Cho nên những gì bọn họ tố cáo Sát Kha Nhĩ Dương lúc nãy căn bản đều không phải sự thật. Phúc Quận Dương nói vậy là sao? Điều ta bẩm báo câu nào cũng là sự thật. Không đúng. Cháu Bồi Công, bổn dương hỏi ngài, các ngài làm quan ở trong triều đình sao có thể biết được những chuyện cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm hả? Là do những bách tính đã từng bị Sát Kha Nhĩ Dương ức hiếp cùng tới phủ bổn quan để tố cáo đó. Những lời của hạng phàm phu tục tử như ông không đáng để ý. Phúc Quận Dương, ông
Được, cho dù lời ông nói là đúng, vậy thì xin hỏi, việc sát Hà Nhĩ Dương cưỡng bức tịch thu hết tất cả toàn bộ đất đai, chuyện này ông giải thích sao hả? Bổn Dương cũng đã từng nghe qua chuyện này, nhưng mà sát Hà Nhĩ Dương hoàn toàn không như các người nói ép buộc Bắc Kỳ giao đất ra để tiếp quản như vậy, mà là đổi đất. Sát Hà Nhĩ Dương muốn dùng đất đai của chính mình để đổi lại lãnh thổ của Bắc Kỳ. Nhà Thanh ta, tất cả lãnh thổ đều thuộc về một mình Thiên Tử. Chúng ta đều là thần dân của Thiên Tử, cho nên việc đổi đất đai này Bổn Dương cho rằng rất là hợp lý. Vậy sát Hà Nhĩ Dương có tội gì đây chứ? Ông, chuyện này ngàn lần xác thật, ông đừng có cường ngôn đoạt lý đổi trắng thay đen. Những gì lão thần nói đều là sự thật. Xin Hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng, Di thần cho dù to gan tới đâu cũng không dám lừa dối Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng minh giám. Xin Hoàng thượng minh giám. Được rồi, được rồi, các khanh đừng tranh cãi nữa. Bản tấu chương này trẫm sẽ giữ lại trước, trẫm sẽ đọc nó thật kỹ lưỡng. Tiểu Nghiêm Tử. Dạ, có nô tài. Trẫm muốn hồi cung rồi, cho bọn họ quy an đi. Dạ. Bãi giá hồi cung, chúng triều thần quy an. Ngô Hoàng vạn quý, vạn quý, vạn quý. Hiện nay Ngô Tam Quế, Thương Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung Tam Phiên, bọn họ đều hành động hết. Trẫm điều sát Hà Nhĩ Dương tới trấn thủ kinh đô, nên trẫm mới có thể điều động binh lực toàn lực công đánh Tam Phiên. Nhưng mà bọn họ lại dâng sớ tố cáo sát Hà Nhĩ Dương hoành hành bạo ngược tới như vậy. Vậy trẫm phải xử lý thế nào đây? Nhưng mà Hoàng thượng, lúc nãy trong lúc Hoàng thượng và mọi người nghị luận, nô tài được biết sát Hà Nhĩ Dương đó ngày mai ông ta vào tới kinh thành rồi. Cái gì? Ngày mai vào kinh thành rồi? Ngụy đại nhân, lúc nãy ở trước mặt Hoàng thượng sao ngài lại không nói tiếng nào vậy? Lúc nãy ba ngày không biết, các ngài ở trong miệng cọp, không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm trùng trùng, làm không khéo sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Hey, ta sợ gì chứ? Ta tin chắc ông trời sẽ có mắt. Loại người giống như sát Hà Nhĩ Dương, chỉ cần châu bồi công ta còn sống ngày nào, ta nhất định không cho ông ta tắc hoài tắc quái ngày đó. Phúc Quận Dương, ngài cười gì vậy? Châu Bồi Công, Bổn Dương ta muốn khuyên ngài một câu. Phàm chuyện gì cũng đừng quá manh động, giống như Ngụy Đông Kinh vậy, biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, mới sống lâu trăm tuổi. Như ngài thì e là cả mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy đâu. Chết có gì đáng sợ, chẳng qua cũng chỉ có hai kiểu thôi. Nếu không phải nặng tựa Thái Sơn thì nhẹ tựa Long Hồng, không giống như những người lòng đầy âm mưu vô cùng thâm hiểm. Cho dù có chết đi, e là cũng để tiếng thúi ngàn người năm. Người nói thôi. Ai tiếng thúi ngàn năm hả? Phúc Quận Dương, thứ nhất ta không nhắc tên ngài, sao ngài lại thừa nhận nhanh như vậy? Ngươi, ta Phúc Quận Dương là xin ngài bất giận, đừng cãi nhau với Châu đại nhân mà. Châu Bồi Công đại nhân, ngài bất nói vài câu đi. Phúc đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, đừng cãi nhau với Châu đại nhân mà. Phúc Quận Dương, tính khí Châu đại nhân vốn dĩ có hơi nóng nảy một chút, ngài đừng chấp nhất ông ấy làm gì. Châu đại nhân, tính khí của ngài sao không thay đổi chút nào vậy? Bây giờ ngài lại vô duyên vô cớ đắc tội với Phúc Quận Dương. Phúc Quận Dương lòng dạ độc ác, quan lại trong thành ai cũng biết. Ta thấy sau này ngài phải cẩn thận đó. Ta không thèm để ý tới ông ta. Trước nay ta đều tin không có lý không sợ ai. Chỉ cần chân ngài ấy có thể đi đứng thật ngay thẳng, có khó khăn thế nào ta cũng không sợ. Dương gia, người ngày cần tôi đã đưa tới. Cho họ vào đây đi. Dạ.
Bổn vương có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho các ngươi. Dạ. Các ngươi chú ý nghe cho rõ, nhiệm vụ này chỉ được thành công, không được thất bại. Rõ. Dạ. Rõ. Hành sự cẩn thận, không lộ thân phận, nghe rõ, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Đi đi. Rõ. Dương gia, ba người bịt mặt này không biết có phải là sẽ đi à? Chuyện này ngươi đừng quản. Hồ Điệp, bổn vương muốn ngươi và cửu nương đi làm một việc cho ta. Không biết Dương gia muốn chúng tôi làm chuyện gì? Một chút nữa. Hai người đã hiểu chưa? Đi cứu người. Hồ Điệp, cá tính của Dương gia cô không hiểu sao? Chuyện này giao cho chúng ta, không được hỏi nhiều, làm theo là được. Dạ. Sau này Hồ Điệp không nhiều chuyện nữa. Ty chức cung ghen sát Hà Nhĩ Dương. Các ngươi làm nhanh lên, mau đem hết đồ đạc vào trong. Nhanh lên đi. Ty chức phụng mệnh ghen đón sát Hà Nhĩ Dương. Ty chức đã sắp xếp dịch quán ổn thỏa cho ngài. Xin sát Hà Nhĩ Dương xem còn thiếu gì không, để ty chức lập tức đi chuẩn bị liền. Không tệ. Mời. Các ngươi lại, sao dám xông vào dịch quán? Hoàng Thiên Bá, Dương Hưng Vũ, Âu Dương Đức. Còn có danh tính sao? Các ngươi tới đây làm gì? tặng cho một chỗ. Một chỗ gì? Là chỗ gì hả? Im miệng. Các ngươi cười cái gì? Gặp Dương là lão gia gia đi. Tiêu đội. Gãy rồi. Còn nữa. Âu Dương Đức. Chạy. Có thích cách. Đừng đuổi theo. Với võ công của các ngươi, căn bản không thể đuổi kịp chúng được. Sát Hà Dĩ Dương khiến ngài phải lo sợ rồi. Ty chức thật tội đáng chết. Về bổn vương hỏi người, bảo vệ dịch quán là trách nhiệm của dịch quán các ngươi. Vậy tại sao lại có người vào đây hành sát bổn vương? Ty chức vô đặc, ty chức đáng chết mà. Nếu đã như vậy, ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Xin Dương gia bất giận. Được rồi,
bổn vương sẽ không trách tội các ngươi. Tất cả đứng lên. Đa tạ vương gia. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho ta. Dạ, dạ, dạ. Đi, đi. Mau, nè. Này nè, cẩn thận một chút đi. Nè, từ từ, cẩn thận đó. Cũng may có hai vị cô nương tương trợ, bổn vương vô cùng cảm kích. Nhưng không biết tại sao hai vị cô nương lại biết được có người tới hành xác bổn vương. Chúng tôi không biết có thích khách hành thích sát hai nhĩ dương. Chúng tôi chỉ phụng mệnh của Phúc Quận Dương. Ở nơi này cung nghênh các hai nhĩ dương. Ta cũng lâu rồi không có gặp Phúc Quận Dương. Thật không ngờ Phúc Quận Dương còn biết sở thích của ta, phải tới hai mỹ nữ đẹp như hoa như ngọc. Dương gia, ngài cũng tham lam thật nha, muốn nhất tiễn sông điêu sao? Đây là muội muội của tôi, sớm đã là hoa có chủ rồi. Tôi thấy hay là để hoa cửu nương tôi tới hầu hạ Dương gia đi. Hoa cửu nương. Bổn Dương đúng là có phúc thật đó. Vậy Phúc Quận Dương vẫn đang chờ để được gặp mặt Dương gia đó. Muội quay về bẩm báo với Dương gia, nói chắc hai nhĩ dương đang ở đây chờ ngày ấy. Con nha đầu này đúng là không biết phép tắc gì. Hồ Điệp nó vẫn còn nhỏ tuổi, có hoa cửu nương hiểu ý chiều ngài không được sao? À, nói đúng lắm. Cửu nương, cửu nương. Dương gia. Các ngươi khổ sở rồi. Không khổ. Tháo mặt nạ ra đi. Tạ Dương gia. Dương gia. Sao ngài lại ở đây? Ta đã có hẹn từ trước với ba tên bịt mặt. Ba người họ đâu? Hình như đi rồi. Đi rồi? Dương gia, ngài có biết không, ba người bịt mặt này biết thuật dịch dung, trong đó có người giả làm Âu Dương Đức thực sự rất giống, không phân biệt được thật giả. Vậy à, bổn dương không biết rồi. Bổn dương chỉ là nhờ người tìm ba người họ tới, cố ý giả vờ hành thích trác hai nhĩ dương, rồi để cô đi cứu người. Những chuyện khác bổn dương cũng không biết rõ. Vậy sao? Thế nào rồi? Không lẽ cô nghi ngờ bổn dương sao? Đúng rồi, chuyện này đã làm tới đâu rồi hả? Cửu nương kia tôi tới nói với Dương gia, trác hai nhĩ dương hiện đã ở dịch quán chờ gặp Dương gia rồi. Được, Hồ Điệp, bổn dương đã từng nói chỉ cần mọi chuyện làm xong rồi, tương lai bổn dương sẽ để ngươi hưởng vinh hoa phú quý không hết. Nhớ kỹ nha, đừng nghi ngờ bổn dương, cô phải tin tưởng bổn dương, có biết chưa hả? Tôi biết rồi. Cô hãy về trước đi, ở đó chờ tin tức của bổn dương. Dạ. Phú Quận Dương, lâu lắm mới gặp ngài. Đúng, trác hai nhĩ dương, mấy năm không gặp, Dương gia vẫn cường tráng như năm nào vậy. Mời. Mời. Dương gia, ngài đi đường vất vả rồi. Không có gì, bổn dương trăm chinh ngàn chiến, thường xuyên ở ngoài vào sinh ra tử, chỉ có một đoạn đường ngắn có đáng là gì chứ. Đúng rồi, quân dương tới chỗ của bổn dương có gì chỉ giáo vậy? Bổn dương chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho sát hai nhĩ dương ngài thôi. Sát hai nhĩ dương vì nước vì dân dẫn binh đánh giặc cản bước chân thù, chiến công hiển hách là đại anh hùng mà mọi người kính nể. Ai biết được là đương kim thánh thượng lại đối xử với ngài như vậy. Ta, ôi trời. Phu quân dương, ngài nói vậy là có ý gì? Tôi là một người thẳng tính, ngài có thể nói chuyện rõ ràng được không?
Những lời của bổn vương nói, không biết là Sát Ha Nhĩ Vương có đồng ý nghe không? Phục quận vương, ngài nói vậy là không đúng rồi. Ngài từng phái hai vị thủ hạ mỹ nữ tới bảo vệ bổn vương mà sao ta không tin ngài được? À đúng rồi, bổn vương ở Dịch Quán gặp phải Thích Khách Hành Thích, lần này tới có phải là nói chuyện này không? Hồi nãy Hồ Điệp cũng đã nói với bổn vương rồi, nói Sát Ha Nhĩ Vương bị người khác hành thích, sau khi bổn vương nghe được cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng mà không biết là những người này trước đây có phải đã từng có hiềm khích với Dương gia không? Ba người họ lần lượt là Âu Dương Đức, Dương Hương Vũ, còn có Hoàng Thiên Bá. Ba người họ võ công rất cao, muốn lấy bằng được tính mạng của bổn vương. Dương gia, ngài có biết là lai lịch của ba người này không? Biết chút ít. Ba người này đây có quan hệ rất là thân mật với đương kim hoàng thượng, đặc biệt là Âu Dương Đức. Hoàng thượng từng ngự ban cho hắn áo hoàng mã, để hắn ở nội diện cung đình có được đặc quyền ra vào tự do. Ồ, có chuyện này sao? Vậy ý của ngài muốn nói là bọn chúng hành thích bổn vương có liên quan tới hoàng thượng? Bổn vương đã nhận được tin tức ở trong cung, hoàng thượng có ý hãm hại ngài, cho nên bổn vương mới phái người nhanh chóng tới đó, muốn nhanh chóng đem chuyện này nói với vương gia. Ai biết được những tên tiểu tặc lại dám. Cũng may vương gia bình yên vô sự đó. Đa tạ phu quận vương, nhưng mà bổn vương còn có một chuyện không hiểu. Tại sao hoàng thượng lại muốn giết bổn vương chứ? Cái lý do này rất đơn giản. Vương gia, ngài có từng nhớ tới câu nói này không? Công cao chấn chủ. Cái gì? Sát Ha Nhĩ Vương bây giờ ngài công cao ác chủ. Thánh thượng bây giờ đã cho rằng danh tiếng của ngài hơn người rồi. Còn có Ngô Tam Quế ở Vân Nam không chịu yên phận, hành động chiêu binh mãi mã đó đã truyền tới tai của thánh thượng rồi. Bổn vương cũng nhận được thánh chỉ của hoàng thượng mới dẫn binh tới đây. Vương gia, ngài đem binh tới đây làm gì chứ? Bảo vệ kinh đô. Kêu người đi bảo vệ an toàn kinh đô thì tại sao lại phái Thích Khách tới ám sát vương gia chứ? Bởi vì chuyện của Ngô Tam Quế, hoàng thượng đã sinh lòng nghi ngờ và bài xích với người bên ngoài rồi. Bây giờ ngài đang nắm binh quyền với hoàng thượng là một uy hiếp rất lớn. Vậy nên hoàng thượng để bảo vệ quyền lực của mình, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này thôi. Sao có thể được chứ? Tổ tiên bổn vương đã từng cùng với tiên đế nam chinh bắc phạt mới lấy được Giang Sơn nhà Thanh này. Hơn nữa, bổn vương với hoàng thượng đã có giao tình nhiều năm, tại sao ngài ấy có thể phái người đi giết ta được chứ? Ô trời! Nè vương gia, bổn vương biết là ngài nhất thời không thể tin được. Thôi vậy đi, bổn vương có một biện pháp có thể để ngài hiểu được tất cả mọi chuyện. Là cách gì? Cách này chính là vương gia ngài phải... Vương gia, trong phủ có tin truyền tới. Nói đi. Lùi xuống. Dạ. Vương gia, vương phủ bổn vương có chuyện gấp nên ta phải quay về ngay. Bổn vương sẽ để cửu nương ở lại giúp đỡ cho ngài. Chờ bổn vương xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng quay lại đây để gặp mặt ngài. Vậy được, bổn vương sẽ theo những điều phúc quận vương nói, để coi hoàng thượng ngài trả lời thế nào. Cáo từ. Không tiếng. Được, bổn vương sẽ làm theo lời phúc quận vương nói, coi hoàng thượng trả lời thế nào. Trần Đình Kính Sách Ngã Đồ và Châu Bồi Công, ba người họ đã tố cáo Sát Ha Nhĩ Vương, chỉ chứng đầy đủ tất cả mọi tội trạng của hắn. Ba người của bên Châu Bồi Công vẫn luôn trung thành trẫm tuyệt đối, chắc không phải vô duyên vô cớ đặt điều dựng chuyện. Chuyện này Sát Ha Nhĩ Vương, hắn ở ngoài giúp trẫm chống lại bọn ngoại bang, vẫn luôn một lòng trung thành với trẫm. Trẫm cũng không cho là Sát Ha Nhĩ Vương sẽ làm ra những chuyện như trong cáo trạng ghi. Chuyện này đúng là làm cho trẫm đau đầu khó quyết định.
Khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài Sát Hà Nhĩ Dương đang chờ được diện kiến. Mau truyền. Dạ. Hoàng thượng có chỉ, truyền Sát Hà Nhĩ Dương vào điện. Thần Sát Hà Nhĩ khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng các tường. Bình thân, ta hoàng thượng. Sát Hà Nhĩ Dương khanh đi đường xa mệt mỏi, khanh vất vả rồi. Hoàng thượng quá lời. Thần phụng chỉ tiến cung, đương nhiên phải tới được kinh thành trong thời gian quy định. Rất tốt. Hoàng thượng hạ lệnh cho thần vào kinh bảo vệ kinh đô, nhưng trên thánh chỉ vẫn chưa nói rõ là vì chuyện gì. Dám hỏi hoàng thượng, trong kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sát Hà Nhĩ Dương ở trong thánh chỉ trông không nói rõ chuyện này, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Tên Bình Tây Dương Ngô Tam Quế không biết báo đáp hoàng ân, mà lại tập hợp tam phiên ý đồ mưu phản. Ồ, vậy thì hoàng thượng triệu thần vào cung lại vì muốn diệt trừ Ngô Tam Quế. Trẫm có ý định khác. Trẫm chỉ cần khanh giao ra quân đội của Sát Hà Nhĩ cùng trẫm điều động sai khiến là được. Thanh chỉ nói muốn mình bảo vệ kinh thành, nhưng vừa gặp mặt hoàng thượng lại muốn mình giao ra quân đội của Sát Hà Nhĩ để người điều động. Vậy chứng tỏ những chuyện Phúc Quận Dương nói toàn bộ là thật. Bây giờ hoàng thượng đã sinh lòng nghi ngờ với mình. Bổn Dương sẽ làm theo kế hoạch của Phúc Quận Dương, thám thính thử coi sao. Sát Hà Nhĩ Dương, Sát Hà Nhĩ Dương. Hoàng thượng, khanh đang suy nghĩ chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một yêu cầu hơi vô lý một chút, xin hoàng thượng ân chuẩn. Ủa, người nói trẫm nghe. Hoàng thượng, thần trên sa trường chinh chiến nhiều năm, nhiều lần bị thương, tới bây giờ bệnh cũ trong người lại tái phát, cả người đau nhức. Thần đang có một suy nghĩ, muốn được về quê nhà sống cuộc sống thanh bình không chiến tranh, cho nên xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần cởi giáp hồi hương. Chuyện này dựa vào thân phận địa vị của Sát Hà Nhĩ Dương ta, cộng thêm công trạng của ta nhiều năm chinh chiến, ngài sẽ không dễ dàng đồng ý đưa ta đi. Phúc Quận Dương có lẽ là nghĩ nhiều rồi. Trẫm vốn muốn hắn ở lại đây giữ thành, bảo vệ an toàn của kinh thành, nhưng bây giờ hắn đã có ý nghĩ hồi hương. Vậy thôi kệ đi, trẫm sẽ điều người khác tới bảo vệ kinh thành, cho Sát Hà Nhĩ Dương nhiều kim ngân bảo vật, để con trai của hắn tiếp nhận vương vị của hắn. Được, trẫm đồng ý cho khanh cởi giáp về quê. Sát Hà Nhĩ Dương, lúc nãy trẫm nghe những lời của khanh, khanh muốn rời xa trẫm, trẫm thật sự không nỡ. Nhưng mà khanh nói thật sự cũng có lý, mười mấy năm gần đây khanh thật sự đã quá vất vả rồi, cho nên trẫm đồng ý yêu cầu của khanh. Nhưng mà trẫm hy vọng khanh ở lại thêm mấy ngày tại kinh thành, để trẫm và bá quan mở tiệc đưa tiễn khanh hồi hương. Tạ ơn điển của hoàng thượng. Vậy thì để lại quân đội của khanh đi, để trẫm điều khiển. Còn nữa, khanh quay về chỉnh đốn đội ngũ rồi giao lại hổ phù. Dạ, tạ ơn điển của hoàng thượng. Thần cáo lui. Nếu Sát Hà Nhĩ Dương đã có ý cáo lão hồi hương, vậy bản tấu chương này trẫm cũng không cần phải xem nữa. Đáng ghét, không ngờ tên tiểu tử Quyền Diệp lại kêu ta giao ra binh quyền như vậy, đuổi ta về quê. Sát Hà Nhĩ Dương, không phải bổn dương đã nói với ngài sao, ý định của hoàng thượng chính là muốn đá ngài ra ngoài.
Vậy nên bổn vương nói ngài giả bệnh dưỡng thương, báo là cải lão hồi hương. Ngài vừa nhắc tới là đúng ngay ý của hoàng thượng. Đương nhiên hoàng thượng sẽ không giữ ngài rồi, lập tức kêu ngài giao lại binh quyền ngay. Quyền dẹp à quyền dẹp, huống cho bổn vương bình định loạn binh giúp ngươi lúc ngươi mới đăng cơ. Thật không ngờ tới bây giờ ngươi cứng cáp rồi thì lại không coi sát hại nhĩ vương ta ra gì. Quốc ức này bổn vương thật sự nuốt không trôi. Sát hại nhĩ vương, bổn vương cũng không thể nhịn được, cho nên mới ra tay để giúp đỡ cho ngài. Bổn vương ta có một kế hoạch rất hay, có thể không để ngài phải chịu ám ức, hơn nữa có thể làm tên hoàng thượng dông ân phụ nghĩa kia chịu chút đau khổ. Không biết là ngài có đồng ý làm thử một lần hay không? Phúc quận vương, ngài đã giúp bổn vương như vậy, bổn vương cảm kích bất tận. Xin phúc quận vương nói ta biết rốt cuộc kế hoạch như thế nào. Sát hai nhĩ vương, kế hoạch này có chút mạo hiểm, làm không khéo sẽ bị chém đầu đó. Một kế hoạch mạo hiểm như vậy ngài có đồng ý không? Bổn vương sẽ nghe theo ngài. Được, toàn bộ kế hoạch bổn vương đều viết ở đây, ngài coi thử đi. Đây, phu quận vương, tội này là tội lớn tru diệt cổ tộc đó. Đúng vậy, trước đây bổn vương đã từng nói rồi, kế hoạch của ta là tương đối hung hiểm, nhưng mà nếu như hành động đúng theo kế hoạch của bổn vương, nhất định sẽ không thể thất bại được. Ta tin là sau khi thành công, ngài sẽ tiền đồn vô hạn. Sợ là không được đâu. Sát Kha Nhĩ Vương, bổn vương nhìn thấy ngài là một nhân tài, cho nên mới tới giúp đỡ ngài. Nhưng mà biểu hiện của ngài hiện giờ là nhát gan sợ chết, thực sự khiến bổn vương ta thất vọng hết sức. Mà huống hồ hoàng thượng đã cho ngài cáo lão hồi hương rồi, ta nghĩ ngài đã không còn đường lui rồi. Sát Kha Nhĩ Vương, những gì bổn vương nói đều là muốn tốt cho ngài. Không lẽ ngài dễ dàng bị hoàng thượng tống cổ về quê chăn dê như vậy hay sao? Ngài vì hoàng thượng giàu sinh ra tử dẹp loạn, tới cuối cùng cam tâm đi tới bước đường này hay sao? Ha ha ha.